Sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức lễ tiễn 113 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2022. Trong thời gian 2 năm tại ngũ, trên các cương vị được giao, các quân nhân đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống và mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần cùng đơn vị giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao quyết định xuất ngũ, thẻ học nghề cho quân nhân và tặng giấy khen cho các quân nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại ngũ.